Tao quyền là cái chỗ cái đoạn này á, mình xem được cái đoạn này đi, nó phải là có nhiều anh em đúng không? Đúng rồi. Ủa cái hàm hash pro này là ở đâu vậy? Như cái này mặc định của Lavarel không ạ? Chứ cái này ai làm? Tao tìm trên mạng tao thấy nó là của Lavrel có nè. So if you have to let's go. 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 Là khi mà mày truyền, khi mày truyền admin vào đây nó sẽ là admin nè. Tắt tiếng Việt đi bạn ơi. Tắt tiếng Việt, tắt gõ tiếng Việt. Ồ, chuyện anh Minh vào nó sẽ ra Minh cái này không? Ừ. Để tìm như thế nào? Ồ, bây giờ mình muốn làm như thế này thì hơi căng nha. Thay vì vậy, nào mà ví dụ như để một chữ, để một thằng thôi thì nó ok. Ví dụ như để thằng Adami nè, để thằng Adami thì một cái thôi cũng ok. Mày có thể làm bài được không? Mày có thể làm bài được không? Rồi, từ trong này mình check thôi. Đợi tôi 1 phút 30 giây tôi hỏi cái ông Coro hỏi Google đó. Không, hai thằng đó là ấy rồi, truyền bài cho nhanh. Bây giờ sẽ phân tách cái này ra thành một cái mảng này. Explore. Dấu phẩy đi.
cho cái này vào, cho cái biểu thức này vào. Ủa gì vậy ta? DD nó thử xem như thế nào. Chạy thử nè. Đó, nó là con mạng nè. Cái mạng kia. Rồi, ok. Cho for x cái mạng đây. Mỗi lần kiểm thôi. Trim đi cho nó đẹp. Value bằng trim. Trim này là cắt bỏ khoảng trống á. Tại vì mình debug mình thấy nó có vô cánh trước này. Nếu value thì chu thôi. Rồi ok vậy thôi. Chạy thử xem sao. Kiểm nó đúng chưa? Có nghĩa là cái hệ thống này bây giờ nó mà nó thêm để xóa thì đó, nó ghi lại lóc lại. Thêm sửa xóa thì nó ghi lại lóc mà. Đúng rồi, nó thao tác cái gì, nó thao tác cái gì cái này á. Nó thao tác những cái controller trong cái từ controller thì nó ghi lại. Ví dụ như là cái thằng này nó xóa cái này. Nên thằng chơi này cho nó xóa cái thằng này. Ừ. Mình biết cái thằng này nó xóa. Biết cái thằng nào nó xóa. Ok. Có chưa? Có bản trong cái số liệu rồi thấy chưa? Có này. Có bản này. Bản lóc đây hả? ID user không trang. Ờ. Cái lốc. Lốc. Chưa đọc mình chưa lên. Mày có tạo bản này không? Bản nào? Mày có chạy cái này mà đúng không? Có thêm bao nhiêu đấy. Chọn cái tiêu mục ở đấy đúng không? Ờ, chọn thương vụn đi. Có mua đồ chưa? Chưa đâu mua đồ. Ok. Protect. Mấy cái trước kia có như ta? À, có hết cái này. Đó sẽ bằng lock create user id và
content sẽ bằng JSON encode content. Content này mình lưu một cái mảng. Return log. Rồi ok, giờ muốn đặt ở đâu? Đặt lắm ở đâu? Nói đi. Giờ muốn đặt lắm ở đâu? Nói đi. Đặt lắm ở đâu là sao? Thì bây giờ mình muốn đặt cái lóng này ở đâu? Nói đi. Mỗi lần lưu hả? Mỗi lần lưu hả? Cái chỗ nào lưu đâu? Chỗ nào lưu? Đây đúng không? Lóc. Ủa chỗ nào user ID? À user ID là của chính cái thằng này luôn mà nó out. Ê, cái lấy cái thằng user ID hiện tại nhớ không, gọi luôn đi sếp. Hả? User current. Ồ mạng yếu rồi sao á? Thằng này tên gì? Thì lấy cái tên nó ra. Cái tên của user mày luôn sao? Từ từ. Cái cột tên của cái thằng cái tên của nó là cái gì vậy? À cái tên của nó đó hả? À cũng có nè. Now user name. Rồi cái gì vậy? Đã thêm. Chạy nữa. Đọc lỗi đó.
Content có phải Ủa nhưng mà mới xóa rồi mà phải không? Công ty từng có tên là có phải sao nó phải Đây 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 đây. Rồi, trở lại sếp. Còn đứa B có chưa? Giờ muốn muốn thêm thông tin nào nữa, đã thêm đô màn chỗ đây, đô màn tên đô màn phải không? Từ cái lốc để thiết kế sai này, để thêm một cái kiểu là tai nữa, tai á, thêm cái cục này nữa nè, nhưng mà thêm trong migration ấy. Mở migration lên đi. String increase. Này là cái mình thêm đôi mành hoặc là nói chung á là cái này này mai mốt lấy ra sẽ phân biệt được là đang lấy cái thằng nào chạy 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 lại cái mai creation này đi để cho nó có cái cột ở trong DB đi robot rồi chạy lại à biết tùy mày nhá chạy cái này đâu có gì đâu từ từ mượn sao sao ấy vậy chết rồi đâu mất người ta chỗ nãy lóc đâu ta đây mà rồi bây giờ cứ chỗ nào mày muốn đặt lóc thì mình thêm này vào
đặt hết đi rồi alo lại ta, ta sẽ sau ra chạy xong. Đương nhiên nó phải khác nhau rồi, cái đó là mỗi thằng nó mỗi tên, mỗi thằng nó mới kiểu mới sâu ra nó mới được. Chứ mày đặt tên giống nhau thì phân biệt làm gì được cho đó. Còn sửa hay còn sửa hosting thì là edit hosting hoặc là update hosting. Còn nếu muốn delete thì chỗ đó đặt là delete hosting. Ok. Vậy nha. Ừ, quay lại cái code mày muốn đặt lock ở đâu, mày muốn xem lock ở đâu? Lock hả? Ờ. Cái nơi riêng. Nơi riêng hả? Có view riêng cũng được. Lên giao diện đi cho biết mày. Lên giao diện đi rồi tao sau đó cho. Lên bảng của cũng... À, sau trước ha. Ờ. Để đi. Ok. Lock controller. Tắt tiếng Việt đi sếp ơi. Chưa. Vậy phải không? Lâu lắm mà chưa dùng cái này nữa coi. Rồi bây giờ ví dụ tao phân ra là lock của thằng S domain rồi lock của mấy thằng này nha, riêng ra hết nha. Không không không. Biết bạn bè quy không, chương trình đi code đó có để thoải mái đi. Rồi chạy sếp. Alibi không tồn tại. BB. Thank you.
Chào mừng được chia sẻ. Đây à, hoặc là luôn hoặc là thêm ngay đây luôn tên domain chấm nối chuỗi đơn giản nhất thì thêm ngay đây luôn, còn muốn chỉ phải thôi. Cuộc sống này đừng có làm phức tạp nó quá bận à. Thế em làm lóc đơn giản không sếp? Nhà mà sao sếp cứ đợi chờ em thế nhỉ?